Tôi cũng xin chào chương trình em Tuấn Vĩ. Dạ. Tôi và chào tất cả cộng đồng xem trên mạng. Dạ. Tôi là Nguyễn Văn Lèo, ở sinh năm 1957. Dạ. Từ thành phố Sóc Trăng đến. Dạ. 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 Thế thì đến đây là mục đích là gặp em Tuấn Vĩ để nói lên những kết nói yêu thương, tình duyên. Tại vì vợ của mình đã mất cách đây cũng hai mấy năm rồi. Sau đó nó ngay cũng cách đây cũng khoảng cỡ 7 năm mà có gặp một cái cô đó, là cũng chung sống cũng cỡ một năm ngoài. Rồi thôi là khoảng 5 năm nay. Cô đó cũng còn ở cặp cái nhà trên thơ, cũng cặp đó có chồng rồi, có chồng cũng mấy năm nay. Rồi mình thì coi như ở chung với một đứa con, 5 đứa con trai, mà có xui hết 4 xui rồi. Còn một cháu là ở chung năm nay cũng ba mấy tuổi rồi. Đi về về đi làm lung tung chứ. Thì đến đây cũng nhờ chú Tấn Vĩ giúp giùm kết nói yêu thương, kiếm một người để vắng bóng cô đơn. Anh muốn kiếm người đó như thế nào? Thì cái mục đích của mình thì không có cần gì tiêu chuẩn gì nhiều. Một là cái người đó cũng lớn hay nhỏ gì cái đó là tùy cái duyên, nhưng mà có một cái là cái đức tính cho tốt một chút, thứ hai có cái lòng nhân ái, bao dung vị tha, cái thứ ba nữa là coi như là cũng là đức kính trên người dưới thôi. Tiêu chí gì thôi. Còn giàu nghèo, tại vì mình cũng nghèo sẵn rồi, mình không có mơ được cái gì hết. Rồi hiện tại bây giờ thì công việc của anh là công việc gì anh hết? Thưa chú Tuấn Vĩ, là việc của anh thì bây giờ đang xem cái quán, tức là giữ cái quán nhậu của anh ta đó. Đi K12 đó. K12 đó, tháng 5 triệu đó. Ở đâu anh ạ? Ở tại thành phố Cần Thơ luôn. Ở dưới Cần Thơ anh? Gần sân vận động đường Trần Quang Khải. Vận động Thơ, cổng A đó, nó đối diện đó chừng cỡ 300 mét. Vậy là hiện tại bây giờ thì đang làm Cần Thơ, rồi hồi sáng anh chạy từ dưới Cần Thơ lên đây. Tất nhiên là cư trú Sóc Trăng, nhưng mà cư trú Cần Thơ 10 năm ở Cần Thơ chạy qua đây. Vậy anh ha. Vậy thì cái tiêu chuẩn anh chọn vợ thì cũng không có gì là gọi là không có gì cao sang hết, nhân sinh. Tại vì mình không có là tài gì, mình cũng nghèo á, thành ra thôi giờ lựa sao mà xứng đôi về lứa cũng được, là ai cái người nào thích mình. Còn gần đây mấy hôm, khoảng là chắc có hai ngày gì, có cái cô đó là ở Bến Lức á, cô Thu gì đó, 82 tuổi đó, bà cũng muốn nhu cầu là kiếm một người ba cô công chúa đó, một người là cũng như làm tài xế với bà rồi gì đó, nhưng mà mình thì quan niệm đó là cũng xứng đôi về lứa đó. Thứ hai nữa, không phải mình nghĩ người ta nói vậy rồi mình sẽ nghe cái lời đó rồi mình về mình tiêu cực với người ta, mình về mình cũng gọi là xây bột với ông em á. Về rồi ví dụ mình đi chở người ta đi rồi chở về, cái đó mình không nói rồi, nhưng mà về thời gian rảnh thì mình cũng phải làm tiếp phụ gì. Một là coi như là mình, nếu mình về mình ở với người ta, ta chấp nhận thì mình cũng phải đi coi chỗ nào bảo vệ hay làm tập vụ gì đó, thêm một ca chừng có 5 tiếng 6 tiếng gì đó, kiếm phụ thêm chừng 1 triệu 2 triệu gì đó. Em nhớ đó, rồi. Thì cái đó mình sẽ hứa như vậy. Em nhớ là nhớ cái cô đó là có 3 cô công chúa. Đúng rồi. Cô Thu đó. Dạ. 62 như nhỏ hơn mình, nhỏ hơn anh là 22 tuổi. Anh thì 64. Rồi cô Thu thì chỉ mong là kiếm được một người chồng là sáng mai chở cổ đi bán. Đúng rồi, về. Chưa rước về. Chở đi bán, em còn ghẹo là chở đi bán ở Trung Quốc. Rồi cái đó là theo thì anh xin tiếp tục phát biểu thêm, thì xin em các nếu mà chịu anh thì có thể là anh ví dụ không có làm cái chuyện khác được thì thời gian rảnh á, cái anh xin chạy xe gáp cũng được. Chứ không phải mình vô đó rồi ăn cơm chúa rồi phải múa, tất nhiên không phải vô đó dựa vào đó chở nhiêu làm gì cũng gây một cái phiền cho người ta. Dù ta nói gì nhưng mà cái tính chất con cái người ta cũng còn, hoặc là cộng đồng á. Rồi còn con cái của anh thì sao? Con cái của anh thì nói chung là có xui 4-5 đứa con trai, mà có xui hết là 4 rồi. Còn một thằng là ở chung với anh mà nó đi về về, mà đợt này thì
anh cũng có đi, trước khi đi có trao đổi nó rồi. Dạ. Đây cũng có một tháng rồi, cô nó nói nếu anh có gia đình theo người khác. Dạ. Thì cái nhà đó thì nó ở, nó không ở thì nó sang, nó cũng gần cô đó, dựng cây ngoài số đó, cô. Dạ. Nó sẽ cất cho nó là cái nhà khác. Dạ. Nó ở gần cho cô cháu đùm bọc. Thì dạ, nói chung là ý kiến của anh là cũng có trình bày với nó đồng ý. Đó, dạ, ra anh mới vậy, giờ chỉ còn thằng nó nếu vậy thôi. Dạ. Mà nó đi lung tung chứ, nó đi thấy đây có một... vẻ sức khỏe của anh Lèo thì ok ha. Dạ, 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 sức khỏe còn tốt. Dạ. Rồi lâu nay thì nhà cửa thì ở dưới Sóc Trăng lận hết hả? Dạ, lúc trước nó ngay nay nếu mà nói qua cái quá khứ thì nó vòng vo lúc trước ở nhà. Dạ. Ở Sóc Trăng nó sang mấy chục lượng vàng. Rồi đợt. Dạ. Đó ra xe lỗ lả chú rồi biết gãy mới chạy lên thơ này. Ừ. Ra quán bán lỗ rồi biết quậy đợt đó. Tại vì vợ mất hai mấy năm á, rồi đợt không ai kiềm chế, muốn làm gì làm. Dạ. Cho con đâu cũng mới, còn mới rồi cũng hơn phân nửa, làm đâu có hai năm banh chạnh chưa. Dạ. Lỗ lả vụ xe này, ra xe đò. Ừ. Dạ. Vậy thì khi mà anh được xem cái clip đó thì anh có cảm tình nhiều với cô đó không, cô Thu không? Thấy là cô đó là có một cái chất phát chân thành, nói thiệt, rồi cái dạng cũng cái học vấn không cao, mình cũng học không có cao nữa. Yeah. Có cái chất là dân miền Tây đó, thành ra. Yeah. Mình cũng thích. Yeah. Thì, nhưng mà tuy mặc dù mình với họ là cách phản xa với cô phản xa, nhưng mình đồng ý. Tại vì mình thấy là bây giờ cái tuổi này rồi thì nói chung là mình sống cũng không có bao lâu nữa, thì thôi mình liệu muối mà gấp cơm đi chứ giờ mà nó không có đòi hỏi gì nữa, mà người ta cũng chân thành, người ta nói bằng cái nguyện vọng cái gì đó thì. Yeah. Mình cũng hợp với cái gu của mình. Yeah. Đó, mình bên đây là một nam không, một bên nữ không. Yeah. Thì gọi là một bề đó con một bề. Yeah. Thấy nó cũng dễ đó. Nói chung về đánh giá sơ bộ đó thì em nghĩ là anh Lèo rất là siêng năng, cần mẫn làm ăn. Dạ. Còn cái chuyện ví dụ như nghèo giàu này kia thì đôi khi là mình còn phải cái thời vận làm ăn nữa. Dạ. Có đôi người người ta cần cù làm ăn cả đời nhưng mà ngược lại lại không có cơ hội để làm giàu, ví dụ là như vậy. Dạ. Chứ không phải là người ta không làm. Ừ. Chứ không phải là không chịu làm mà là do thời vận không có. Dạ, điều kiện cơ may không có. Dạ. Không có tới, chẳng hạn như bắt đầu mở quán cái gặp Covid ví dụ như vậy đó. Dạ, bắt. Dạ. Đầu mở ra làm ăn để gặp Covid. Dạ, thì. Dạ. Những ai mà bắt đầu mở quán ra gặp Covid thì cũng phải dẹp chứ không phải. Dạ, là đúng rồi. Anh. Cái ví dụ như vậy trên. Dạ. Rồi hoặc là ví dụ như bắt đầu nuôi cá ăn cái này gặp Covid thì không có xuất khẩu được, ví dụ là như vậy. Dạ, dạ. Cái thời vận nó chưa. Dạ. Có tới. Dạ. Dạ. À, vậy rồi để em báo tin cho cô Thu biết thì đây cũng là một cái tin vui cho cô Thu. À. Dạ. À, còn khi mà em thấy cô Thu á, thì có ba cô công chúa cũng đưa mẹ đi đi kiếm ý trung nhân thì em nghĩ. Yeah. Là đó là một cái sự đồng tình của. Yeah. Gia đình. Yeah. Nên là cũng không có đáng e ngại gì con về cái chuyện con cái này chứ. Yeah, yeah. Yeah. Nghe cái anh nghe cái cô gái Úc mà nói đi cái chuyện cái người mới mà vô để đảm đang này nọ gì đó là anh rất ok, anh sẽ thực hiện đúng vậy về. Yeah. Cũng thương yêu người ta rồi cũng phải là chiều chuộng, tại vì ta nói đáo xứ tỳ nhân nhập gia với tỳ tục. Yeah. Nếu mà mình không có tiền thì nói đại khái là cho nó vui vậy, mà sự thật gì là như ở rễ đó, ở rễ. Yeah. Ta mình phải làm. Yeah. Tròn, tại. Yeah. Vì cái tuổi mình nó không có còn mà bồng bột như tuổi. Yeah. Trẻ nữa, thành. Yeah. Thử ra mình phải liệu muối gấp cơm. Yeah. Chứ bây giờ mà còn bon chen. Yeah. Nữa đó thì mình cũng nói thật vậy. Ví dụ. Yeah. người đó đã chịu mình thì ví dụ liên kết với em rồi em cho anh gì đó rồi. Yeah. Anh sẽ trình bày, nếu mà được. Yeah. Thì tiến hành tới, còn không. Yeah. Được thì thôi cũng chân thành cảm ơn người đó. Dạ. 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 Rồi cái này để em sẽ chuyển tải đến chị Thu anh ha. Dạ. Dạ. Rồi để rồi. Nhờ anh á, giờ cuối chương trình thì anh có còn muốn bày tỏ gì thêm hay là anh có lời chúc cho cô chú anh chị không? Vậy thôi cũng có cái ngắn ngủi thì cũng chị cũng thỏa mãn rồi. Dạ. Thì trước tiên hết là xin chúc là chú Tấn Vĩ làm cái chương trình này là coi như rồi chúc mọi người xem trên cái clip này nói chung là mọi miền đất nước nói. Yeah. Chung là nói riêng là Việt Kiều ở hải ngoại. Yeah. Là đầu năm mới coi như mạnh vui khỏe rồi gia đình tất cả gia đình đều hạnh phúc. Yeah. Làm ăn phát tài phát đạt gặp. Yeah. Nhiều may mắn. Yeah. Thì, đó rồi riêng là sau cùng là chân thành là chúc
chú Tấn Vĩ và gia đình là coi như cũng gặp nhiều trong cái công việc này, là coi như gia đình hạnh phúc, rồi là công việc là thành công, là phát triển nhiều hơn nữa để cho cộng đồng được có theo cái chương trình này rất là phong phú và đa dạng. Rất cảm ơn nha, chú Tấn Vĩ nhiều. Thưa các cô chú và các anh chị thân mến, chúng ta vừa trò chuyện với anh Lèo. Hiện tại bây giờ thì anh đang còn sinh sống và làm việc tại Cần Thơ. Thì anh cũng có thương mến chị Thu, nên là Tuấn Vĩ sẽ kết nối cho đôi bên. Còn thông tin về sau nữa, chị Thu phản hồi như thế nào thì Tuấn Vĩ sẽ cập nhật cho quý vị và các bạn chúng ta được biết. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn chúng ta đã quan tâm và theo dõi. Xin chào tạm biệt.